Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện động trời, Thủ tướng có đại tình địch trong Bộ Quốc phòng là ai? Vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, tờ báo The Diplomat, một tờ báo nổi tiếng của Anh Quốc có bài viết với tựa đề Vai trò lâu dài của tình nhân trong chính trị Đông Nam Á Trong đó tác giả David Hood đã kể ra vai trò của người phụ nữ đối với các chính trị gia trong các nước Đông Nam Á Riêng với Việt Nam, tác giả này đã dẫn ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tác giả dẫn là nhà văn Dương Thu Hương rằng năm 2009, nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương, một tác giả bị cấm ở Việt Nam tuyên bố rằng một tình nhân của Hồ Chí Minh đã bị chính quyền cộng sản sát hại để bảo vệ những huyền thoại đạo đức mà Đảng sử dụng xung quanh di sản của Bác Hồ. Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 cho đến năm 2011 từ lâu đã bị đồn là con hoang của ông Hồ Chí Minh. Khi được hỏi là ông có phải là con ông Hồ Chí Minh hay không, thì ông Nông Đức Mạnh trả lời kiểu lấp lửng rằng ở Việt Nam ai cũng đều là con của Hồ Chí Minh. Thông tin ông Phan Văn Giang từng là tình nhân của bà Nguyễn Thanh Nhàn đăng trên báo The Diplomat. Trường hợp thứ nhì là vụ bê bối liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn là một nữ doanh nhân và được cho là nhà môi giới giữa các thương vụ vũ khí của Việt Nam và Israel. Hiện bà đang sống ở châu Âu. Bà bị nghi ngờ có gian lận trong cuộc đấu thầu mua bán thiết bị y tế trị giá khoảng 7 triệu đô la. Theo tin đồn không thể chứng minh, bà là tình nhân cũ của cả đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính và đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Đối với một số người, lệnh bắt giữ bà Nhàn bắt nguồn từ cuộc chiến đang diễn ra giữa các chính trị gia cấp cao của đất nước theo nguồn tin riêng mà thời báo d nhận được thì bà nguyễn thị thanh nhàn là tình nhân của ông phạm minh chính tuy nhiên thông tin ông phan văn giang cũng từng là tình nhân của bà nhàn thì chúng tôi không nhận được và tin đồn từ giới thảo tin vẫn chỉ là quanh quẩn chuyện ông chính và bà nhàn câu chuyện về thâm cung bí sử của đảng cộng sản việt nam thường được nhóm lên từ các nguồn tin ở nước ngoài cũng dễ hiểu bởi những ai ở trong nước đều biết rằng nếu họ có biết tin thì cũng không dám đăng mà phải tuần ra nước ngoài để từ đó tin tức bay ngược lại trong nước. Ở nước ngoài là ngoài tầm kiểm soát của ông Tô Lâm nên mới mạnh dạn nói lên những thông tin mà Đảng Cộng sản Việt Nam không hề mong muốn bị lộ ra. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam Phan Văn Giàng chuyện trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngõ đã tưởng là rất đúng với việt nam trong khi người dân trong nước chẳng biết gì về những câu chuyện riêng tư của bà nguyễn thị thanh nhàn thì báo chí nước ngoài đã đăng tải rất rõ với nhiều chi tiết khác nhau thông tin bà nhàn liên quan đến đường dây buôn bán vũ khí giữa bộ quốc phòng việt nam và israel không một tờ báo trong nước nào nói đến trong khi đó báo chí nước ngoài đã tỏ tường vụ việc tới rất nhiều vấn đề khác nhau bị giấu kín ở trong nước. Chính tác giả David hút của tờ báo The Diplomat vẫn viết là tin đồn. Tuy nhiên, khi xem xét những gì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm, thì rõ ràng nếu không có sự đỡ đầu của cơ quan và quan chức cấp cao nhất của Bộ Quốc phòng, thì bà Nhàn không thể chen chân vào lĩnh vực buôn bán vũ khí với nước ngoài. Nguồn tin riêng cho chúng tôi biết IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã xoán ngôi hai ông lớn trong bộ quốc phòng, đó là tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, viết tắt là Vasuco và tổng công ty kinh tế kỹ thuật Bộ Quốc phòng Kết. Trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel, vậy ai đã nâng đỡ bà Nhàn là câu hỏi được đặt ra. Vì Minh Ba không thể quyết định được chuyện này. Tin đồn ông Phạm Minh Chính là một trong các tình nhân của bà Nguyễn Thị Thành Nhàn nếu thực sự ông phan văn giang có dính líu đến bà nguyễn thị thanh nhàn thật thì việc bắt được bà nhàn nếu có là điều đó cũng có nghĩa là sự nghiệp chính trị của ông bộ trưởng bộ quốc phòng của việt nam đang sẽ và có thể sẽ lung lay dữ dội cho nên đợi xem liệu ông tô lâm có bắt được bà nhàn hay không nếu được thì coi như phe ông tổng hốt trọn ổ vừa chiếm ưu thế trước ông thủ tướng vừa nắm được hoàn toàn bộ quốc phòng nguyễn thị thanh nhàn đúng là con cờ lợi hại trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chuyện Đông trời, Thủ tướng có đại tình địch trong bộ quốc phòng. Người đó là ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn Một mình cân cả tập đoàn Tổng Tô Tổ Huệ Sau khi bắt được cựu kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì vào ngày 30 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh và truy tố bà nguyễn thị thanh nhàn nhân vật chính của vụ án bà nguyễn thị thanh nhàn vẫn không tăm hời tuy nhiên có thêm nhân chứng quan trọng để buộc tội bà nhàn nhưng vấn đề quan trọng là làm sao bắt được bà nhàn đây thì vẫn đang là câu hỏi to tướng đối với ông bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm được biết cả Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương đều đổ lỗi cho bà Nhàn. Điều này cũng dễ hiểu bởi nếu không đổ lỗi cho bà Nhàn thì họ sẽ bị chồng thêm tội. Không ai lại đi tự ôm tội cho bản thân mình, ngoại trừ có những thỏa thuận kiểu nào đấy, kiểu như lê lại cứu chúa, như trường hợp của thư ký Phạm Trung Kiên ôm hết tội cho thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyền. Có những vụ án có thể chạy án, nhưng có những vụ không thể chạy như vụ chuyến bay giải cứu hay vụ việt á những trò ngã giá sau hậu trường không ai thấy nhưng ai cũng thấy kết quả giảm án hoặc né tội một cách phi lý của cơ quan điều tra và tòa án còn vụ bà nguyễn thị thanh nhàn là không thể chạy bởi nó là cuộc đấu quyền lực ở thượng tầng nếu chạy án được thì bà nhàn đã không phải bỏ trốn ra nước ngoài và phải chuẩn bị phương án tự bảo vệ chính mình chú đáo như hiện nay đánh vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn là và đánh vào thành trì của ông Đương Kim Thủ tướng Việt Nam. Việc bắt giữ bà Nhàn liên quan đến cán cân quyền lực giữa ông Thủ tướng và phe liên minh Tổng Tô Huệ. Bên phe ông Tổng Tô Huệ thì cứ nhắm vào bà Nhàn mà bắt, bên còn lại thì tìm mọi cách để bảo vệ bà Nhàn. Nói cho cùng, bà Nhàn đứng giữa hai làn đạn nếu để xảy ra bất kỳ sơ sảy nào để cho phe Tổng Tô Tổ, Huệ tóm được thì xem như số phận của bà Nhàn sẽ gặp nguy hiểm. Bắt cóc không được, dẫn độ không xong, giờ chỉ còn cách áp lực với gia đình để bà Nhàn tự dẫn xác về. Bà Nhàn đã bỏ trốn và tính trước cách bảo đảm an toàn cho bản thân thì sẽ không có chuyện bà tự về Việt Nam để mà đầu thú. Vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, trên báo Dân Chí, Bộ Công an kêu gọi bà Nguyễn Thanh Nhàn về đầu thú. Phía Bộ Công an cho biết nếu tiếp tục bỏ trốn các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bỏ chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật. Có lẽ đây là cách khả dĩ nhất vào lúc này bởi cả việc bắt cóc lẫn dẫn độ bà Nhàn đối với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là rất khó nếu không muốn nói là không thể. Chỉ còn khoảng 2 năm nữa là trận chung kết sau một nhiệm kỳ đấu đá cũng sẽ đến. Nếu có bà Nhàn trong tay có thể tập đoàn tổng tô huệ sẽ kết thúc trận đấu sớm để dọn đường cho vương đình huệ lên ngồi mặc dù được ông nguyễn phú trọng đỡ đầu nhưng không thể xem thường phạm minh chính bởi ông chính nổi tiếng là người kiên nhẫn quan sát và ra tay đúng lúc vì thế giới an tường mới đánh giá rằng ông chính chơi cờ người thuộc hàng thượng thừa chỉ một con cờ nhàn thôi mà ông tổng tô huệ cũng không công hoài không xong Ông chính chọn người cũng hay và tính toán cũng giỏi. Hiện nay, cờ nhàn đang một mình cân cả tập đoàn Tổng Tô Huệ và con mồi nhưng cứ chiều người cứ muốn nhóm cọp giữ đang lồng lộn tìm mọi cách để tóm cho bằng được con mồi đáng ghét này. Ông Tô Lâm vẫn chưa có biện pháp gì để tóm được con cờ móng chính đang dùng. Hiện nay, Tô Lâm đang tung biện pháp nghiệp vụ với đủ thứ chiêu trò để bà Nhàn tự về nước nộp mình. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thanh Nhàn được xem là cáo già và có rất nhiều tính toán. Những biện pháp gây áp lực, dụ dỗ và cả lừa dối gia đình bà Nhàn ở Việt Nam khó mà thành công cho được. Bởi bà Nhàn là con người nhảy được vào cuộc chơi của những con hổ dữ trong tứ trụ thì không thể là người dễ bị dụ cho được. Đấy là chưa nói đến việc bà Nhàn còn có thế lực chính trị tại Việt Nam bảo vệ bà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn một mình cân cả tập đoàn Tổng Tô Huệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thể Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa thầy báo chấm đề